xin chào quý khán giả đang theo dõi livestream tại phòng khám chuyên khoa da liễu Maya Maya à, thưa quý vị và các bạn mụn trứng cá là tình trạng rất là phổ biến rồi à, và mụn trứng cá để lại những cái hậu quả khiến chúng ta phải lo lắng như là vết thâm do mụn này. À, sẹo rỗ, sẹo lõm. À, đây là những cái tình trạng chung mà khiến các chị em phụ nữ lo lắng, mất ăn đến mất ngủ. À, vì vậy trong chương trình ngày hôm nay điều trị vết thâm rau mụn, à, tôi mời bác sĩ Trần Thu Hà, bác sĩ chuyên khoa da liễu tại phòng khám Mai A để mà à, cùng chia sẻ những cái chăn trở, những cái thắc mắc của chúng ta. Xin chào bác sĩ Hà. Xin chào MC. À, chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ đấy là cái chủ đề mà điều trị cái vết thâm mà sau khi mà bị mụn ấy thì sẽ điều trị bằng các phương pháp như thế nào thực tế thì như uh, bạn mc vừa chia sẻ khi mà các bạn bị mụn trứng cá thì nó sẽ có rất là nhiều những cái loại mụn khác nhau trên bề mặt da của chúng ta từ mụn viêm này mụn đầu đen này rồi mụn ẩn mụn đầu trắng hay là rất rất nhiều các loại khác thậm chí có những người là tạo thành những cái kén cái nang rất là to ở trên khuôn mặt vậy thì khi mà có các vấn đề về mụn như vậy ở trên da thì nó sẽ tạo ra những cái hậu quả khác nhau Ví dụ như là sẹo rỗ này, sẹo lõm hay là sẹo lồi ấy, thậm chí có rất là nhiều bạn có phải những cái sẹo lồi trên mặt và đặc biệt là hai vùng quai hàm này này thì đấy là gọi là những cái sẹo lồi viền hàm do bị những cái mụn trứng cá ở hai vùng viền hàm nó để lại như vậy. Và điều trị từng cái loại đấy nó sẽ như thế nào thì trong cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái cách điều trị của một trong số những cái hậu quả đấy, đấy là cái sẹo thâm, cái vết thâm thực tế thì nó cũng không hẳn là sẹo đâu nhưng mà thông thường ấy, các bạn thường hay gọi đó là sẹo thâm thực tế thì nó chỉ là những cái vết thâm và gọi là những cái vùng tăng sắc tố sau viêm mụn thôi thì trong cái video ngày hôm nay thì bác sĩ hà sẽ cùng trao đổi với bạn mc để chia sẻ cho các bạn cái cách nhận biết những cái hiện tượng đó và chúng ta nên điều trị như thế nào thì nó sẽ là tốt nhất và hiệu quả nhất thì các bạn hãy cùng xem cái video này của bác sĩ nhé Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hà rất là nhiều Rất là nhiều chị em phụ nữ đã từng chia sẻ với Phương rằng là uh, Thậm chí những cái vết thâm sau mụn còn là nội ám ảnh của họ hơn Bởi vì mụn trừng cá hết là hết Nhưng mà vết thâm sau mụn thì uh, cần rất là nhiều thời gian Thì mới có thể biến mất được không bác sĩ? Uh, vậy thì bác sĩ Hà có thể cho biết là Có những cái câu nói vui như kiểu uh, Thu đi để lại lá vàng, muộn đi để lại uh, buôn vàng vết thâm Vâng uh, ạ, cơ sở khoa học nào để uh, giải thích cho cái hiện tượng này ạ? đúng rồi như bác sĩ vừa chia sẻ ở đầu video ấy đấy là cái tình trạng mà tăng sắc tố sau viêm mụn tức là khi mà có những cái mụn uh, viêm mụn mủ ở trên da như vậy ấy thì nó sẽ uh, có khi mà nó hết cái viêm đấy thì nó sẽ để lại một cái vấn đề là tăng sắc tố tức là những cái sắc tố melanin nó sẽ tập trung tại những cái vùng bị viêm đó uh, và nó sẽ gây nên những cái vết thâm những cái nốt thâm ở trên khuôn mặt của mình thực ra ấy với uh, rất là nhiều bạn các bạn thường có một cái suy nghĩ là Uh, cái vết thâm đấy cứ để đấy đi, kể cứ để đấy là nó sẽ có thể tự hết một năm một tháng này hai tháng và đặc biệt là các bạn có một cái câu uh, mà rất hay chia sẻ với bác sĩ đấy là da em rất là lành, da em rất là lành nên là uh, da em rất là dễ để mờ thâm này rồi là chỉ cần một vài tháng thôi hoặc là một vài tuần thôi là cái vết thâm đấy là nó đã mờ đi rồi nhưng mà thực tế thì cái đấy nó chỉ đúng một phần thôi các bạn ạ, thực tế thì nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều các yếu tố đầu tiên đấy là phải kể đến cái vấn đề là bạn có chăm sóc da đúng cách hay không, bạn có sử dụng các sản phẩm mà phù hợp với da của các bạn không, các bạn có skin care à, tối thiểu là những cái sản phẩm như là sữa rửa mặt hay là kem dưỡng ẩm hay đặc biệt là kem chống nắng khi mà à, bắt đầu vào bắt đầu đã dần dần trở vào đầu hè rồi ấy là cái ánh nắng mặt trời nó sẽ rất là là nhiều và như vậy đồng nghĩa với việc là tiêu UV nó chiếu xuống trái đất của chúng ta sẽ rất là nhiều và tiêu UV ấy, khi mà các bạn tìm hiểu rồi thì các bạn cũng sẽ thấy là nó sẽ làm tăng cái tình trạng sạm nám của da của chúng ta và tăng những cái tình trạng mà những cái vết thâm và những cái cái tăng sắc tố sau viêm đấy nó sẽ đậm hơn, nó sẽ đen hơn. Vì vậy nên là chúng ta cần phải sử dụng uh, kem chống nắng trong cái chu trình skincare của mình để cho cái làn da của mình nó nhanh sáng hơn. Thứ hai đấy là uh, thực ra cái tiếp da của người Việt Nam ấy đó là cái tiếp da 34 theo uh, Fitpatrick thì thực tế là nó không mờ thâm đến nhanh chóng như vậy đâu nó cũng không nó cũng không phải là một vài tuần hay là một vài tháng mà nó có thể bạn chẳng làm gì bạn cứ để yên như vậy là nó mờ đi đâu thực tế không phải là vậy cái tiếp da của người Việt Nam ấy và cùng kết hợp với cái thời tiết cái khí hậu cái ánh nắng ở Việt Nam của chúng ta ấy, thì những cái vết thâm đấy nó sẽ bị rất là lâu nó sẽ kéo dài khoảng tầm vài tháng thậm chí từ 6 tháng đến 1 năm còn có những uh, khách hàng than phiền với bác sĩ hà đấy là cái vết thâm này này cái vết đỏ này của em nó bị mấy năm rồi chị ạ 3 bốn năm rồi mà nó vẫn uh, cứ ở đấy thôi nó vẫn không mờ đi và nó vẫn cứ đỏ như vậy nó vẫn cứ thâm như vậy thì bác sĩ tư vấn giúp em với thì bác sĩ đã từng gặp rất là nhiều các bạn hỏi bác sĩ câu như vậy và thực tế là đúng thôi với tuyết da của chúng ta với thời tiết của chúng ta và với việc mà chúng ta không chăm sóc da đúng cách thì các vết thâm đấy nó sẽ bị rất là lâu trên da của chúng ta vì vậy nên các bạn hãy lưu ý và sẽ có một cái cách điều trị đúng đắn nhất Các bạn muốn điều trị như thế nào thì các bạn hãy đến thăm khám với bác sĩ da liễu Để bác sĩ da liễu sẽ đưa cho bạn một cái phác đồ điều trị cho nó đúng đắn nhất Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hà Thưa bác sĩ, với nhiều người thì mụn giống như một người bạn chi kỷ vậy à, Cứ thỉnh thoảng ghé đến rồi lại đi à, Có những người thì xuất hiện tình trạng mụn khoảng tầm đôi ba tuần Rồi mụn sẽ tự nhiên biến mất Nhưng mà có rất là nhiều người à, mụn giống như là gia đình giật thịt vậy à, Mụn nó cứ ở trên gương mặt ngày này qua ngày khác Năm này qua năm khác luôn đấy ạ à, Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là Có những loại mụn nào chúng được hình thành ra sao Loại mụn nào mà khiến chúng ta cần phải đề phòng Làm chúng ta cần phải nó điều trị nó thật là khẩn cấp và loại mụn nào thì bình thường đối với làn da ừ, thực tế thì uh, mụn ấy, nó sẽ có rất là nhiều các loại mụn trên bề mặt da của chúng ta đầu tiên đấy là phải kể đến là mụn đầu đen này mụn đầu đen thì các bạn sẽ hay thấy là vùng cánh mũi rất là nhiều hoặc là hai bên cánh mũi này này nó sẽ rất là nhiều uh, trên má thì cũng có đôi chút thứ hai đấy là những cái mụn ẩn ấy những cái mụn đầu trắng ấy, hay là nó gọi là những cái mụn mà nó không uh nhờ hoặc là những những cái mụn mà nó không không tiếp xúc trực tiếp với cái môi trường bên ngoài và một cái loại mụn thứ ba đấy là những cái mụn viêm mụn mủ ấy à, tiếp theo đấy là một cái nó nặng nề hơn rất là nhiều đấy là những cái nang những cái kén bọc rất là to ấy thì với những cái tình trạng mà những cái mụn mủ mụn viêm hay là những cái nang kén đấy thì đó là những cái mà thực sự là khẩn cấp mà chúng ta cần phải nhanh chóng làm giảm viêm ngay và nhanh chóng xử lý cái ổ mủ ở trên da mặt của chúng ta ngay lập tức tại vì là nếu mà chúng ta cứ để yên như vậy hoặc là chúng ta xử lý không đúng cách thì nó sẽ tạo ra một cái vết thâm cực kỳ lâu và đặc biệt là nó sẽ chắc chắn tạo ra sẹo rỗ à, và khi mà chúng ta điều trị mụn ấy, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta điều trị sẹo rỗ ngoài ra ấy, là với những cái mụn đầu đen ấy, thì gần như là Uh, hầu như là ai cũng có thôi và điều trị nó thực ra là lại cũng khó khăn hơn một chút lâu dài khó khăn dai dẳng hơn một chút nhưng mà nó lại không quá tệ và không không quá khủng khiếp như những cái mụn viêm hay là những cái nang những cái kén bọc như bác sĩ vừa chia sẻ đâu dạ vâng cảm ơn bác sĩ hà à, như bác sĩ hà vừa chia sẻ thì có rất là nhiều loại mụn này mụn đầu đen mụn ẩn mụn đầu trắng mụn bọc mụn viêm à, về những cái tình trạng mụn khác thì phương không nói nhưng bản thân phương thì cũng đã từng bị bị rất là nhiều mụn ẩn trên trán à, vâng thưa bác sĩ cái thời gian đấy thì phương không biết làm thế nào để giải quyết mụn ẩn cả tại vì nó nằm sâu ở dưới da thì phương cũng có mua que nặng mụn chỉ có vài chục nghìn thôi ở trên mạng bán rất nhiều thì về cũng tự chọc tự nặng tự lấy nhân mụn tại vì cũng tìm hiểu rằng là nhân mụn thì bắt buộc là phải tác động thì mới lấy được thì cái thời gian đấy cảm giác như mụn ẩn nó không hề biến mất bác sĩ ạ mà nó để lại rất là nhiều vết thâm này thậm chí là những cái lận, những cái nốt mà phương tự lấy đấy ạ nó còn bị viêm nữa cơ thì rất là nhiều bạn cũng bị như phương thì bác sĩ có chia sẻ gì về vấn đề này ạ Ừ, đúng rồi thực tế thì với những cái mụn mà đang có trên mặt của các bạn ấy thì các bạn nên xử lý đi một cách chủ động chúng ta xử lý chủ động không phải là chúng ta tự mua que nặn mụn nặn tại nhà đâu hoặc là chúng ta không phải là tự dùng cái đôi bàn tay của chúng ta để mà nặn mụn đâu thực tế là không phải như vậy tức là xử lý nhân mụn chủ động có nghĩa là các bạn hãy đến với những cái cơ sở y tế ví dụ như là phòng khám chuyên khoa da liễu Maya chẳng hạn thì sẽ có những cái đội ngũ nhân viên các bạn được đào tạo về y khoa các bạn ấy sẽ chủ động lấy nhân mụn cho các bạn thực tế thì nặng bằng que nặn mụn đấy thì bác sĩ Hà cũng đã từng trải nghiệm trên chính làn da của bác sĩ rồi nó khá là đau nó khá là đau và thậm chí mà nó không lấy được hết hoàn toàn nhân mụn ra và nó cũng sẽ gây ra cái tình trạng thâm uh, thâm sau đó rất là lâu nên là cái uh, việc mà sử dụng que nặn mụn thì cũng có rất là nhiều những cái bệnh nhân và nhiều khách hàng của bác sĩ Hà phàn nàn khi mà họ đã tự dùng cái que nặn mụn đấy tại nhà và đúng là chúng ta nên sử dụng những cái loại uh, gọi là những những cái trang thiết bị hiện đại hơn một chút trong cái việc mà xử lý nhân mụn đấy là chúng ta sẽ sử dụng một cái đầu laser đầu laser diode đấy thì cái đầu đấy nó sẽ bé như cái sợi tóc ấy và nó sẽ tạo ra một cái uh, lỗ Uh, nhỏ trên bề mặt của cái mụn đấy tạo ra một cái đường mỏ để cho chúng ta có thể nhẹ nhàng mà chúng ta đẩy được hết cái nhân mụn ở phía sâu bên trong cái làn da của chúng ta ra ngoài và như vậy thì nó cũng không hề đau đớn gì cả và nó cũng không bị sưng viêm không tạo ra các vết thâm sau đó nữa thì đó là một cách tốt nhất thay vì là chúng ta tự xử lý nhân mụn một cách không đúng tại nhà. Dạ vâng thưa bác sĩ. À, được biết là tại phòng khám chuyên khoa da Maya, liễu Maya đang sử dụng công nghệ laser diode để mà điều trị mụn trứng cá, lấy nhân mụn tận gốc. À, nhưng mà tôi cũng biết là rất nhiều các cơ sở khác thì họ không có sử dụng công nghệ này mà họ vẫn sử dụng que nặn mụn này, à, tam bông này để mà lấy nhân mụn cho khách hàng. Thì à, với những cái uh, việc uh, lấy nhân mụn thủ công như thế này thì sẽ mang lại cái nguy cơ gì cho làn da thưa bác sĩ? thực tế là một số nơi ấy, thì họ vẫn sử dụng cái que nặn mụn hoặc là họ tự dùng cái tăm bông ấy thì như bác sĩ vừa chia sẻ nó sẽ khiến cho khách hàng rất là đau đớn khó chịu và cái nhân thì thực tế là nó cũng không lấy ra được hết và sau đó nó để lại rất là nhiều các vết thâm à, cái việc mà sử dụng cái loại công nghệ gì từ đơn giản cho đến là hiện đại ấy, ở tùy từ từng nơi ấy, thì nó sẽ tùy theo cái quan điểm của từng nơi và tùy tùy theo cái quan điểm của từng bác sĩ. Tuy nhiên là với bác sĩ Hà thì bác sĩ Hà luôn muốn là khách hàng được trải nghiệm những cái dịch vụ tốt nhất và làm sao để đạt được cái hiệu quả điều trị tốt nhất. Thì bác sĩ Hà vẫn mong muốn điều đấy hơn nên là cái việc mà sử dụng cái laser đầu laser diode mà để xử lý nhân mụn ấy thì nó là một cái tuyệt vời hơn tất cả so với những cái loại khác. Dạ à vâng, cảm ơn bác sĩ. À, vậy là chúng ta không nên chủ quan trong uh, cái việc lấy nhân mụn đúng không bác sĩ? À, tôi cũng thấy rất là nhiều trường hợp là rất là chủ quan khi bị mụn trứng cá. Họ nghĩ rằng là họ chỉ bị vài <laughs> cái mụn thôi, khoảng tầm 5-7 cái thì cứ từ từ rồi nó sẽ hết. Chỉ có những ai mà gặp cái trường hợp mụn quá nặng rồi thì mới tìm đến các cơ sở ở phòng khám để mà điều trị mụn trứng cá của mình. À, bác sĩ Hà có thể chia sẻ là À, bác sĩ đã bao giờ gặp những cái bệnh nhân mà với tình trạng mụn trứng cá nặng thì mới đi khám chưa ạ? Có phải là do chúng ta quá chủ quan nên dẫn đến những cái tình trạng xấu như là vết thâm do mụn này à sẹo rỗ sẹo lõm không ạ? Đúng rồi, tại vì là à, bác sĩ gặp rất là nhiều những cái bạn mà bị tình trạng mụn nặng á. Còn thực tế thì như MC vừa chia sẻ khi mà Uh, các bạn mà bị mụn nhẹ thì các bạn chẳng bao giờ đến bác sĩ da liễu đâu từ khi là các bạn để cho da của mình mà nó phải gọi là quá tệ đi ấy. hoặc là nó bị rất là nhiều các vấn đề mụn rồi ấy, viêm nhiễm rồi sẹo rỗ rồi sẹo thâm rất rất nhiều thứ khác thì các bạn không thể nào mà tự điều trị ở nhà được thì các bạn mới đến gặp với bác sĩ da liễu thực tế thì đấy là đấy là cái, cái 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 suy nghĩ của rất là phần đông cái đa số của chúng ta nhưng mà thực tế thì khi mà các bạn ban đầu khi mà các bạn này các bạn có rất là ít mụn thì các bạn có thể là skin care ở nhà với những cái sản phẩm phù hợp với làn da của các bạn và phù hợp dành cho da dầu mụn thì mụn có thể tự hết theo cái chu trình là uh, cái làn da của chúng ta nó sẽ đổi mới và uh, nó sẽ bong các lớp da chết đi xong uh, khoảng tầm thời gian là 28 đến 32 ngày. Tuy nhiên là tuy nhiên là không phải là là chúng ta tự nặn mụn ở nhà mà khi mà chúng ta càng tự nặn mụn ở nhà thì nó sẽ khiến cho cái tình trạng mụn nó sẽ lan rộng hơn và nó sẽ bị viêm nhiễm và rất là nhiều những cái nốt mụn mới nó sẽ hình thành. Khi đấy thì cái tình trạng mụn của các bạn ấy mới trở nên nặng. Còn nếu mà các bạn không động gì vào nó, các bạn không làm cho cái tình trạng mụn của chúng ta bị lây lan hơn. Các bạn chú ý skincare chăm sóc da đúng ừ. cách ấy thì với cái số lượng mà mụn mà ít đấy thì nó cũng có thể cải thiện được tuy nhiên là các bạn lại đi à, ví dụ như một số bạn này mua những cái sản phẩm ví dụ như là kem trộn này, serum trị mụn này, trị thâm này, rồi là những cái loại rượu thuốc bắc ấy mà bôi lên mặt để mà điều trị mụn trứng cá rồi điều trị cái nọ điều trị cái kia thì nó sẽ khiến cho da của các bạn yếu đi, mỏng đi và nó sẽ khiến cho da của các bạn cái tình trạng mụn nó mới bị nặng hơn và bác sĩ từng nhớ là bác sĩ có gặp một cái bạn mà bị mụn trứng cá ban đầu thì mụn của bạn ấy cũng nhẹ thôi cũng không phải là quá là nặng đâu nhưng mà bạn ấy lại mua một cái bộ sản phẩm trị mụn ở trên mạng từ sữa rửa mặt cho đến serum thế là da của bạn ấy có một cái tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng rất là nặng da của bạn ấy bị uh, phồng lên rồi bị đỏ lên rất là nhiều và có rất là nhiều những cái mụn mủ rất là to ở trên da mặt của các bạn này, da mặt của bạn ấy nên là điều trị cho bạn ấy rất là khó khăn và vất vả vì vậy nên là khi mà các bạn bị mụn ấy nếu mà các bạn không thể nào mà có thể mà mà cảm thấy là là cái mụn của mình nó không thể tự hết được và nó càng ngày càng nhiều lên, càng ngày càng nặng lên, thậm chí là có cả những cái mụn viêm ấy thì tốt nhất là bạn hãy nên đến gặp với bác sĩ da liễu để có bác sĩ da liễu sẽ thăm khám cho bạn và đưa ra cho các bác các bạn một cái phác đồ điều trị nó đúng đắn nhất. Các bạn không nên tự ý điều trị ở nhà, không nên tự ý là mua các sản phẩm mà dùng tại nhà thì nó sẽ khiến cho cái tình trạng da của các bạn không những không cải thiện mà nó còn nặng nề hơn rất là nhiều. Dạ vâng cảm ơn bác sĩ Hà với những chia sẻ vừa rồi à, Phương được thấy là rất là nhiều người đối xử tệ với bản thân mình khiến cho muộn chồng muộn thâm chồng thâm luôn đấy ạ. À, thưa bác sĩ <laughs> bác sĩ có thể chia sẻ là nguyên nhân nào mà khiến cho tình trạng vết thâm mụn nó càng ngày càng khó điều trị được không ạ? Ừ, cảm ơn, cảm ơn câu hỏi của MC à, Thực tế thì à... Khi mà các bạn bị thâm mụn ấy thì các bạn sẽ phải lưu ý đến những cái vấn đề đó là các bạn có chăm sóc da đúng cách không? Các bạn có sử dụng uh, kem chống nắng không? Tại vì khi mà, mà các bạn không sử dụng kem chống nắng ấy thì với thời tiết và với cái lượng tia UV trong ánh nắng ở Việt Nam như thế này chắc chắn là cái vết thâm nó sẽ càng ngày càng nặng hơn thôi. Ngoài ra thì cái vấn đề mụn của các bạn ấy thì các bạn phải đi điều trị với bác sĩ da liễu để cho nó khỏi dứt điểm hoàn toàn đi chứ không phải là uh, chúng ta là điều trị mà um, tức là uh, hết hết nổi hoặc là đỡ đỡ một chút rồi thì các bạn không đến điều trị nữa, các bạn bỏ đấy các bạn không đến điều trị nữa thì sau này mụn nó lại bị tái phát lại hoặc là các bạn tự dùng những cái sản phẩm chăm sóc da ở nhà nó không đúng cách thì nó làm cho cái tình trạng mụn của các bạn bị nặng hơn và như vậy ấy, thì khi mà các bạn bị vết thâm rồi thì cái tình trạng mụn đấy không được cải thiện thì lại thâm mới nó lại hình thành nó gọi là thâm trồng thâm thôi thì đến lúc đấy thì cái tình trạng thâm của chúng ta sẽ nặng hơn như mc vừa nói chứ làm sao mà có thể cải thiện được và như vậy là cái vấn đề mà điều trị mụn này và điều trị thâm nó phải luôn luôn song hành cùng với nhau tức là các bạn có mụn thì các bạn phải điều trị dứt điểm mụn và các bạn có thâm thì các bạn phải điều trị phối hợp cùng với thâm khi mà các bạn điều trị mụn và thâm cùng đồng thời ấy thì khi mà các bạn hết mụn thì cái vết thâm của các bạn cũng mò đi đáng kể rồi. Các bạn không phải băn khoăn đấy là à, em muốn là cái vết thâm à cái vết mụn của em nó hết sạch đi để sau này nó không bị các vết thâm mới nữa. Thực tế không phải như vậy. Tức là khi mà bác sĩ điều trị cho các bạn, các bạn ấy thì đảm bảo chắc chắn với các bạn đấy là mụn của các bạn nó sẽ không bị lên nữa và với những cái mụn mà đang có trên khuôn mặt của các bạn thì các bạn sẽ được xử lý nhân mụn chủ động đi thì những cái vết thâm mà đang có hiện tại trên da mặt của các bạn ấy nó chủ yếu đều là các vân vết thâm cũ do các các à, cái mụn viêm trước kia nó để lại thôi. Vậy thì chúng ta nên điều trị đồng thời kết hợp cả hai để rút ngắn cái thời gian để cho cái làn da của chúng ta nhanh chóng được trở nên đẹp hơn và khỏe hơn rất là nhiều. Dạ vâng, thưa bác sĩ Hà, ờ, tôi được biết là trên mạng bây giờ rất là nhiều chị em phụ giữ livestream bán hàng bác bác sĩ ạ. À, họ bán đó gọi là một sản phẩm tên là ủ kén tằm Giúp trắng da, trị thâm, à. trị mụn Thì không biết là bác sĩ Hà có biết đến sản phẩm này Và nó có kỳ diệu như là các chị em phụ nữ chúng ta uh, à. Bán hàng mà chúng ta nói với nhau không ạ? Thực tế thì bác sĩ Hà cũng không biết đến cái sản phẩm này đâu Tại vì là trên thị trường hiện nay ấy, Nó có quá nhiều các sản phẩm với rất nhiều cái tên gọi khác nhau Ví dụ như là kem hoàng cung này, kem nữ hoàng này Rồi kem hồng sâm này, rồi là kem... Uh, thuốc bắc này rồi là cái gì nhỉ kem ủ kén tằm đúng không vâng à. thì đấy cũng chỉ là một trong số những cái sản phẩm mà nó không rõ nguồn gốc thôi và nó có thể là những cái và nó có thể là những cái cái sản phẩm mà nó chứa những cái thành phần ví dụ như là corticoid là sử dụng mà nó không phù hợp bên trên da của chúng ta và khi mà chúng ta sử dụng thường xuyên đấy thì ban đầu da của các bạn có thể là rất đẹp đấy hết mụn này rồi mờ thâm thì da rất là trắng nhưng mà sau đó nó sẽ có rất là nhiều những cái hệ lụy để lại ví dụ như là da các bạn sẽ mỏng đi yếu đi cái tình trạng giãn mạch nó sẽ xuất hiện lại và khi mà các bạn uh, uh, hết cái đợt uh, hết cái đợt mụn đấy rồi và hết thậm chí là hết cái đợt nào đấy rồi thì nó lại sẽ lại bị xuất hiện ồ ạt à trở lại và thậm chí nó còn nặng hơn rất là nhiều vì vậy nên là bác sĩ khuyến cáo với tất cả các bạn đấy là các bạn nếu mà có vấn đề về da liễu thì hãy đến gặp với bác sĩ da liễu chứ chúng ta không nên tự sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc mà chúng ta tự mua về để sử dụng lên trên da mặt của chúng ta thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta rất là nhiều. Đà vâng cảm ơn bác sĩ hà à, trong suốt quá trình vừa rồi thì bác sĩ hà cũng đã chia sẻ về những cái sản phẩm mà chúng ta không nên dùng này về những cái sai ừ. lầm chúng ta hiểu nhầm về thâm muộn muộn trứng cá và nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm mụn càng ngày càng nặng à, vậy bác sĩ hà có thể chia sẻ là hiện nay thì phương pháp nào giúp cải thiện tình trạng vết thâm muộn hiệu quả nhất à, vâng ạ và tại phòng khám mai Maya mai nơi bác sĩ hà đang làm việc thì bác sĩ sử dụng công nghệ gì để mà điều trị thâm muộn cho khách hàng ạ về điều trị cái vấn đề về thâm mụn đấy thì chúng ta sẽ phải lưu ý hai vấn đề một đấy là chúng ta sẽ phải điều trị cả mụn trứng cá kết hợp nữa để cho những cái vết thâm mới nó không được phép hình thành lên nữa về cái vấn đề thứ hai đấy là chúng ta sẽ tập trung vào điều trị thâm à, về điều trị thâm ấy thì cũng gọi là um, hoàn toàn là nếu mà nói chính xác ra là uh, phương pháp nào được gọi là hiệu quả nhất thì cũng không thể nào mà trả lời chính xác được tại vì là hiện nay ấy, để điều trị thâm ấy, đạt được hiệu quả tốt nhất cái câu mà đạt được hiệu quả tốt nhất nó sẽ hay hơn là cái việc mà chúng ta hỏi là một cái phương pháp nào đấy để điều trị tốt nhất bởi vì điều trị thâm ấy nó sẽ cần phối hợp rất nhiều phương pháp bác sĩ chúng tôi gọi là đấy là đa trị liệu có nghĩa là chúng ta sẽ kết hợp thuốc uống này thuốc bôi này và kết hợp với chạy laser mờ thâm vậy thì những cái đấy nó sẽ có những cái tác dụng gì cái thuốc uống ấy và thuốc bôi ấy làm mờ thâm ấy thì nó sẽ có cái tác dụng là làm cho cái làn da của chúng ta nó được sáng lên các vết thâm nó sẽ được mờ bớt đi và nó sẽ làm ức chế các sắc tố melanin mới ở phía dưới da nó không được phép hình thành nên và không được phép uh, đẩy lên trên bề mặt da nữa ngoài ra thì chúng ta phải kết hợp sử dụng với kem chống nắng khi mà chúng ta không sử dụng kem chống nắng ấy, thì dưới tác động của ánh sáng thì cái những cái vết thâm đấy nó sẽ càng ngày càng đậm lên rất là nhiều và uh, chúng ta sẽ rất là khó để cho cái việc uh, điều trị nó được hiệu quả nhất và tiếp theo đấy là chúng ta sẽ phải phối hợp cùng với cái laser nữa thì hiện nay trên uh, hiện nay trong cái ngành da liễu thẩm mỹ của chúng tôi thì nó sẽ có một cái loại laser chuyên để điều trị các vấn đề về thâm nám tàn nhang Tóm lại là các vấn đề về sắc tố rất là tốt. Đấy là cái loại laser 1064. Với cái loại laser này thì nó sẽ tác động vào những cái vết thâm mụn ấy và tác động vào những cái sắc tố melanin ở trên da và nó sẽ phá vỡ thành những cái mảnh nhỏ li ti và cơ thể của chúng ta sẽ tự đào thải ra ngoài cơ thể. Thực tế thì khi mà các bạn chạy laser ấy chắc chắn là các bạn sẽ băn khoăn một số cái vấn đề ví dụ như là à, cái uh, chạy laser xong thì da có bị mỏng đi không? Có bị yếu đi không? hoặc là chạy laser xong thì nó có bị đen hơn không và chạy laser xong ấy thì nó có bị bong chóc da gì không và nó sẽ bị bọt đỏ ra gì không đấy là một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn đã băn khoăn chăn trở trước khi mà lựa chọn cái công nghệ là điều trị vết thâm bằng laser thực tế thì khi mà các bạn điều trị cái vết thâm ấy bằng cái công nghệ laser 1064 ấy thì nó sẽ À, khiến cho da của các bạn nó sẽ sáng hơn, các vết thâm nó mờ đi và nó sẽ không khiến cho da của các bạn nó bị mỏng đi và yếu đi đâu mà nó sẽ khiến cho da của các bạn nó khỏe lên và đẹp lên rất là nhiều à, và cùng với đó là à, cái việc mà sau khi điều trị ấy thì các bạn đi ra ngoài thấy da mặt của các bạn hoàn toàn bình thường và càng về sau cái vết thâm của các bạn nó sẽ càng ngày càng mờ đi thực tế là nó không hề bong chóc, không hề gây đỏ da không hề gây khó chịu gì trên da của các bạn cả nếu mà điều trị một cái loại laser trị thâm nào đấy mà gọi là bóc tách hoặc là làm bong lột hoặc là làm uh, bong chóc cái làn da của các bạn ấy thì đó là một cái loại mà nó không chính thống còn thực tế thì điều trị laser hoàn toàn rất là nhẹ nhàng và da của các bạn ấy sẽ sáng lên đều màu lên và đẹp lên rất là nhiều dạ vâng cảm ơn bác sĩ quả là một công nghệ hiện đại giúp chúng ta lấy lại một cái làn da sạch mụn này hết thâm này tự tin hơn mang lại cho chúng ta một cái gọi là tự tin về bản thân chính là hạnh phúc của bản thân rồi đấy ạ dạ vâng thưa bác sĩ ngay dưới livestream này thì có một bạn gái tên là Phương Linh bạn ấy có hỏi bác sĩ rằng là thưa bác sĩ Hà cháu năm nay 19 tuổi nhưng mà ở mũi thường xuyên có mụn trứng cá và để lại sẹo rất là xấu Cháu rất là ngại giao tiếp nhất là với người khác giới à, nhờ bạn khác cháu thấy da khá là đẹp như vậy là cháu bị bệnh gì thế ạ à? mong bác sĩ Hà tư vấn giúp cháu để làm thế nào cải thiện được tình trạng này ạ à. cảm ơn câu hỏi của bạn à, bạn có hỏi bác sĩ một cái tình trạng đấy là bị sẹo ở vùng mũi, mũi. đúng không vâng sau khi bị mụn trứng cá. cá đúng không thì đấy là một cái tình trạng rất là thường gặp ở tất cả các bạn à, xuất hiện ở cả hai giới nam và nữ luôn Uh, đó là cái tình trạng là cái sẹo lồi sau khi bị mụn trứng cá thì nó hay tập trung ở vùng mũi về điều trị ấy thì chúng ta chẳng có một cái loại kem nào bôi để cho nó xẹp được cái sẹo ấy đi cả hay là làm cho cái sẹo ấy nó bằng phẳng cả mà chúng ta phải kết hợp uh, điều trị bằng laser một cái loại laser mà nó sẽ khiến cho cái uh, phần uh, sẹo đấy nó được xẹp hơn và nó bằng phẳng hơn so với bề mặt da của chúng ta thì cái đấy bắt buộc là chúng ta phải đến các cơ sở y tế như là các phòng khám chuyên khoa da liễu hoặc là những cái bệnh viện mà có khoa da liễu để chúng ta điều trị còn việc mà điều trị bằng các phương pháp như là kem bôi gì đó hay là lăn kim ấy hay là bong lột lột tẩy để cho cái sẹo đấy nó phẳng hơn thì sẽ không có mà chúng ta sẽ sử dụng bằng laser và thời gian điều trị thì nó sẽ mất tầm À, vài buổi gì đấy một mỗi một buổi thì nó sẽ có thể cách nhau từ 3 đến 4 tuần sẽ tùy theo cái uh, việc mà mỗi một buổi đấy chúng ta sẽ điều trị bằng một cái loại công nghệ gì hoặc là chúng ta sẽ có can thiệp đến đâu thì cái thời gian nghỉ dưỡng nó sẽ dài hay ngắn thì bạn cần phải đến với bác sĩ da liễu để bác sĩ da liễu thăm khám cái tình trạng da của bạn và đưa ra cho bạn một cái phác đồ điều trị mà phù hợp với bạn nhất. Đà vâng cảm ơn bác sĩ Hà Phương Linh thân mến à, chắc vừa rồi là em cũng đã nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Hà rồi à, để mà điều trị được tình trạng của mình Rất điểm nhanh chóng hiệu quả và an toàn thì à, em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu để có câu trả lời à, cái sự tư vấn tốt nhất nhé à, vâng ạ ngay dưới comment của bạn Phương Linh là câu hỏi của bạn Tuấn Anh ạ à, chào bác sĩ Hà em năm nay 29 mươi chín tuổi à, bị mụn trứng cá khoảng chục năm rồi à, đúng là một khoảng thời gian khá là dài đấy bác sĩ ạ à, mụn mọc khắp mặt bao gồm mụn bọc mụn cám mụn đầu đen xin bác sĩ hà cho biết là phải điều trị như thế nào với tình trạng mụn này ạ à? em cảm ơn bác sĩ hà rất là nhiều xin cảm ơn bạn cái tình trạng mụn của bạn ấy là một cái tình trạng mụn mà rất là nhiều bạn bị đấy tức là có nghĩa là nó dai dẳng nó hết đợt này đến đợt khác luôn và nó sẽ không bao giờ gọi là khỏi được dứt điểm hoàn toàn tại vì ấy là chúng ta trên mặt của chúng ta nó sẽ vẫn có một cái những cái vấn đề đấy là cái tình trạng mà rối loạn của tuyến bã khi mà cái tình cái tuyến bã nó bị rối loạn thì nó sẽ tăng tiết nhiều dầu hơn và tăng tiết nhiều cái bã nhòn ở trên da hơn và nó sẽ hình thành nên những cái nhân mụn trứng cá ngoài ra thì có cái uh, tình trạng đấy là cái sự bít tắc ở cổ năng lông bít tắc ở cái lỗ chân lông của chúng ta có thể là do là bụi bẩn này dầu thừa này hoặc là do chính cái sự rối loạn tuyến bã đấy nó làm cho cái cổ Uh, nang lông nó bị sừng hóa hơn và cái nguyên nhân thứ ba đấy là do vi khuẩn ở trên da và khi mà các bạn uh, điều trị thì các bạn cần phải tác động vào cả ba vấn đề đấy thì cái tình trạng mụn của chúng ta mới hoàn toàn được ổn được còn nếu mà các nếu mà bạn cứ để yên như vậy có nghĩa là uh, tôi thấy hết mụn rồi thì tôi sẽ không điều trị nữa thì sau này nó sẽ vẫn bị lại mụn tại vì là chúng ta không hề được giải quyết ba cái vấn đề đó ở trên da như vậy thì chắc chắn là mụn nó sẽ bị tái đi tái lại thôi. Và uh, theo như bạn chia sẻ thì bác sĩ thấy là trên tình trạng da của bạn ấy có rất là nhiều các loại mụn khác nhau và với những cái loại mụn khác nhau thì nó sẽ có những cái cách xử lý khác nhau. Vì vậy nên là chúng ta đúng là cần phải đi điều trị với bác sĩ chuyên khoa da liễu để có một cái làn da mà đẹp nhất tránh cái việc mà cái da của chúng ta sẽ bị nặng hơn và bạn không nên tự mua các sản phẩm mà nó không rõ nguồn gốc để mà điều trị mụn trứng cá thì nó sẽ khiến cho da của chúng ta sẽ bị tổn thương hơn. Dạ vâng cảm ơn bác sĩ Hà rất là nhiều à, rất là nhiều các bạn đang theo dõi phòng khám chuyên khoa da liễu Maya đã từng điều trị ở đây rồi và có thể sắp tới là đó, điều trị tại đây à, thì cũng chia sẻ rằng là rất là thích những chương trình như thế này, những cái buổi thắc sâu như thế này à, được nói chuyện với bác sĩ, được bác sĩ giải đáp những câu hỏi, à, các bạn ấy cảm thấy rất là rất là vui khi mà được bác sĩ quan tâm và tư vấn như vậy à, và cũng hiểu rõ hơn hơn được rất là nhiều vấn đề về làn da của chúng ta, nhất là tình trạng mụn trứng cá, vết thâm sau mụn mà ai cũng gặp phải nhất là lứa tuổi dậy thì và thậm chí là lứa tuổi 30-40 vẫn để lại những cái tình trạng như vậy là chuyện rất là bình thường. Cảm ơn bác sĩ Hà rất là nhiều. Đã đã dành chút thời gian nhỏ nhỏ của mình để mà cùng chia sẻ những cái vấn đề về da những kiến thức về da để mang lại những kiến thức bổ ích cho khách hàng. À, cảm ơn bác sĩ Hà rất là nhiều. chúc bác sĩ sẽ có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thành công và giúp khách hàng lấy lại một cái làn da cải thiện hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa. À cảm ơn MC và xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã theo dõi buổi live stream chia sẻ của bác sĩ và đã uh, tin tưởng vào phòng khám chuyên khoa da liễu Maya em Maya và rất là mong sẽ được gặp lại các bạn trong những buổi livestream và chia sẻ kiến thức về da lần sau của bác sĩ hà xin chào tất cả các bạn